Kính chào quý vị. Quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động. Hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2024. Ngày 15 tháng 10, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi lễ. Theo đó, ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định. Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Một cặp vợ chồng ở làng An Bằng, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xây dựng lăng mộ cho chính mình với chi phí khoảng 3 tỷ đồng, thu hút du khách nhiều nơi đến tham quan bởi sự nguy nga của nó. Cặp vợ chồng này là ông Hồ Thiết, sinh năm 1937, và bà Văn Thị Thuận, sinh năm 1938. Lăng mộ của vợ chồng ông Thiết nằm ở mặt tiền một con đường trong khu nghĩa trang An Bằng, quy mô xây dựng tương đối lớn, bề thế hơn so với các lăng mộ khác, điều đặc biệt là nó xây dựng khi chủ nhân còn sống. Chủ nhân lăng mộ cho biết, từ năm 2021 đã cùng các con của mình lên ý tưởng, phát họa khu mộ rồi thuê thợ xây. Sau 3 năm thi công, đến năm 2023, lăng mộ của vợ chồng ông hoàn thiện với chi phí khoảng 3 tỷ đồng. Vợ chồng ông Thiết có 8 người con trai và 1 người con gái, trong đó người con đầu năm nay đã 65 tuổi. Tất cả đang định cư ở Mỹ và thay nhau về thăm cha mẹ. Những người con thường gửi tiền về Việt Nam để phụng dưỡng cha mẹ. Vợ chồng ông Thiết chi tiêu dành dụm, nếu dư giả thì mang gửi ngân hàng với kế hoạch sẽ xây dựng lăng mộ cho mình. Nói về việc xây lăng mộ, ông Thiết cho rằng như nhiều người ở đây, vợ chồng ông quan niệm sống cái nhà, thắt cái mồ, mồ mả cũng quan trọng như nhà cửa, nhà khang trang thì mộ cũng phải khang trang. Ông Phạm Phụng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh An, cho biết dân làng An Bằng khi có điều kiện đều xây dựng lăng mộ cho ông bà, cha mẹ như một cách báo hiếu của con cái. Theo ông, việc người dân xây dựng lăng mộ gia đình, dòng tộc đã là nét truyền thống ở làng An Bằng, chính quyền không biết chính xác số tiền mà họ bỏ ra. Ngày 15 tháng 10, Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết vừa bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn xuất hiện đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh khi chọn địa điểm giao dịch tại hành lang nhà vệ sinh, khoa điều trị hay trong khuôn viên bệnh viện. Cầm đầu đường dây này là Võ Văn Khuê, sinh năm 1973, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Đối tượng Khuê từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, hiện đang điều trị bệnh xơ gan tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Giá vàng dần sáng nay, 15 tháng 10, tiếp tục tăng, trong khi giá vàng miếng SJC duy trì ở vùng đỉnh nhiều tháng qua. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết mua vào ở mức 83 triệu đồng một lượng, bán ra với giá 85 triệu đồng một lượng, ổn định so với hôm qua. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng miếng trong 4 tháng qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 99,99 và vàng trang sức 24K các loại được giao dịch ở mức cao hơn. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 81,8 triệu đồng một lượng, bán ra với giá 83,2 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Công ty BNC giao dịch vàng nhẫn ở mức cao hơn, với 82,6 triệu đồng một lượng mua vào, 83,6 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn trơn lên tới 82,93 triệu đồng một lượng, mua vào, 83,83 triệu đồng một lượng bán ra, tăng đến 400.000 đồng mỗi lượng. Sau đây là phần tin quốc tế. Theo Tổng thư ký NATO Mark Rutte, NATO bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên vào ngày 14 tháng 10. Ông Rutte cho rằng động thái này là màn phô diễn sức mạnh răn đe, giữa lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cảnh báo mạnh mẽ về những trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân. Cuộc tập trận do Mỹ và Hà Lan tổ chức có sự góp mặt của 13 quốc gia và 60 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu F-35A và máy bay ném bom B-52. Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14 tháng 10 cho biết trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra ở Ukraine, những cuộc tập trận như vậy chỉ khiến căng thẳng leo thang hơn. Ông Peskov cũng cho biết Nga không thể đàm phán về vũ khí hạt nhân với Mỹ vì các cường quốc phương Tây đã tham gia cuộc xung đột chống lại Nga. Do đó,
mọi cuộc đàm phán an ninh cần bao trùm phạm vi rộng hơn nhiều so với hiện tại. Ông Peskov cũng bác bỏ tuyên bố của Bruno K, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức. Trước đó, ông K nói các lực lượng Nga sẽ di chuyển tới các vị trí có thể tấn công lãnh thổ NATO, chậm nhất là vào cuối thập niên này. Mỹ đang can dự nhiều hơn vào tình hình Trung Đông với thông báo triển khai binh sĩ và hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối đến Israel. Động thái khác thường này nhằm củng cố hệ thống phòng không của Israel theo sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran mới đây. Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối là một phần quan trọng của các hệ thống phòng không nhiều tầng của quân đội Mỹ. Một cấu đội của hệ thống này thường cần khoảng 100 binh sĩ để vận hành. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13 tháng 10 cho biết bước đi trên nhằm bảo vệ Israel. Trong những tháng gần đây, tàu chiến và máy bay chiến đấu của Mỹ ở Trung Đông đã giúp bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran. Phản ứng trước thông tin trên, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo việc Mỹ triển khai binh sĩ để vận hành các hệ thống tên lửa của Mỹ ở Israel khiến tính mạng họ gặp nguy hiểm. Dù vậy, giới phân tích nhận định Iran đang tìm cách tránh chiến tranh trực tiếp với Mỹ, nên việc triển khai nó trên tác động đến tính toán sắp tới của Tehran trong cuộc đối đầu với Israel. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11:30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình Ngọc Lý, Quốc Thắng xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.